YouTube Hoa Tâm Trà Vinh. Mến chào cô chú bác, anh chị và các bạn. Hoa Tâm đang đi trên đại lộ Gia Long hồi xưa ha. Bây giờ là đường Phạm Thái Bường, thuộc về khóm 1, phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Cô bác ơi, đâu đây, đâu đây? Đâu đang giảm công giá đây? Chỉ 10.000 một ký rau, 10.000 một ký rau. Rau nào cũng 10.000 một ký. Rau muống, rau lan, rau dền mồng tơi, một ký 10.000. Cải thia, cải dúng, cải ngọt, cải mê xích. Giao nhau giữa đường Lê Lợi và đường 19 tháng 5. Đường 19 tháng 5 trước năm 1975 có tên là đường Lê Văn Duyệt, hay còn gọi là đường Hàng Me. Và con đường này trải dài tầm 1 cây số thôi, nhưng mà có rất là nhiều cây me cổ thụ hàng trăm năm tuổi, rợp bóng luôn, mát cực kỳ. Quá Tâm đã chạy đến ngã ba giao nhau giữa đường Tô Thị Quỳnh và đường Hàng Me. Thì ở góc này có cái trường Lê Văn Tám hiện tại, trước kia là trường Nam Sinh. Ở trong trường Nam Sinh này thì có miếu Tiền Giảng. Đây có miếu Tiền Giảng ha, ở phía trong. Kế bên trường Nam Sinh là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh. Thì thời Hoa Tâm còn đi học là Sở Giáo dục đã đặt ở vị trí này. Đây là ngã tư giao nhau giữa 19 tháng 5 và Nguyễn Thái Học. Đường Nguyễn Thái Học đó là mình chạy thẳng rẽ qua phía tay phải sẽ đến bệnh viện hồi xưa. Và cái khu nhà xác phía sau bệnh viện. Ngay cái vị trí ngã tư đèn xanh đèn đỏ này là giao nhau giữa đường Hàng Me và đường Phạm Ngũ Lão. Ở cái góc này hiện thời là kho bạc nhà nước Trà Vinh. Thì ngay cái ngã tư này có hai ngôi trường, bên trái là trường Lý Tự Trọng, trước kia là trường Công lập Vĩnh Bình, còn bên phải là trường Trần Trung Tiên hồi xưa, án công Trần Trung Tiên bây giờ bỏ hoang. Lúc Hoa Tâm còn đi học thì đây là cái trường cao đẳng cộng đồng với lại học về công nghệ tin học ha, IT, NIT, với lại cao đẳng cộng đồng. Thì liên thông lên đại học, còn bây giờ thì đã bỏ hoang rồi. Đây là cái đường đi vô trong sân vận động. Bây giờ sân vận động thì được làm thành cái công viên rồi. Cô Tâm sẽ chạy một vòng phía sau của Trần Trung Tiên cho cô chú bác, anh chị và các bạn lớn tuổi xem. Nhớ lại những kỷ niệm thời đi học. Vì đa số khán giả xa quê đều lớn tuổi á, muốn biết lại những cái địa điểm xưa, cho nên Hoa Tâm cố gắng tìm hiểu để biết tên hồi xưa nó như thế nào ha. Chứ tại chứ bây giờ Hoa Tâm còn nhỏ, không có rành lắm. Và tìm hỏi các cụ thì các cụ nói đây là trường Trần Trung Tiên. Đây là cái cổng vào sân vận động nè. Lúc trước là ở đây có đá banh giao hữu hoặc là các sự kiện lớn, biểu meeting gì đó. Thì thời đi học Hoa Tâm cũng có tham gia với lại tổ chức đá banh hoặc là thi đấu bóng chuyền mà cho các học sinh đó. Thì cũng có tham gia ở đây ha, tham gia cổ vũ hoặc là tham gia đá banh. Thì còn một cái cây còng khá là lớn nè, giờ này có nhiều trái còng lắm. Hồi xưa mình hay ăn hột còng rang đó, rất là ngon. Bây giờ thì món đó hình như học trò không có ăn nữa. Nhưng mà với lại trái gì mà đang đen nè, trái
ô mai hay trái gì đó, nó tâm cũng quên tên rồi ha. Thời đi học hay ăn, còn bây giờ thì thức ăn cũng đầy đủ rồi, những cái món ăn tuổi thơ đó là nó lùi về trong ký ức. À, cây cồng này là cây me tây, cây này thì cũng hàng trăm năm tuổi rồi đó, mà trong cái công viên này người ta vẫn giữ lại những cây me tây này, cũng còn 4-5 cây gì ở phía sau. Còn bên phải này là cái nhà thi đấu, thi đấu thể thao của tỉnh. À, hôm 20 mấy Tết đó thì người ta tổ chức đánh cờ tướng ở đây nè, thi đánh cờ tướng ha. Và Tâm có phát livestream đó. Thì ngay cái cổng của sân vận động, và Tâm chạy thẳng, nếu mà đi đường này đó thì là đường Nguyễn Thị Minh Khai, trước kia là đường Châu Văn Liêm. À, cái trường cổng với cái nhà cao cao bên trái nè là trường trung học Vĩnh Bình, công lập Vĩnh Bình. Thì có một bạn comment nói qua Tâm quay lúc tan trường á, nhưng mà giờ đó qua Tâm cũng bận đi rước con cho nên không có quay được, chỉ quay được giờ này thôi, rảnh giờ nào thì quay giờ đó ha. Mà bây giờ tan trường thì không có còn đi bộ giống như hồi xưa mà bạn áo trắng, tà áo trắng bay bay rồi tỏ ra khắp các nẻo đường của trung tâm thành phố Trà Vinh nữa, mà bây giờ đó là đi xe không à, cho nên rất là đông và nhiều xe. Còn hồi đó đi bộ là chủ yếu, rồi vài chiếc xe đạp chở nhau đi, bây giờ là không có còn cái khung cảnh đó nữa. Chỉ là đi xe mà xe Honda hoặc là xe đạp điện á, nhưng mà cũng ít thôi, đa số là có phụ huynh rước, tại vì bây giờ đó là phụ huynh quản lý học sinh kỹ hơn hồi xưa. Hồi xưa nó còn tự đi về, nó không có nhiều mối nguy hiểm, nhưng mà cũng có khi lén tắm xong rồi đó thì mình thấy hoài đó, còn bây giờ đó là không có dám buông ra, sợ là các bé còn nhỏ đó ham chơi, cho nên đa số là đi rước, kể cả qua Tâm cũng trực tiếp rước con mình, không có để cho anh tự nó về. Còn bên đây nhà thi đấu nè, buổi tối thì có tập võ ở phía trước đó, nhưng mà bây giờ không có nữa, đã dời ra ngoài trường cao đẳng cộng đồng ở gần khu công nghiệp Long Đức đó, để tổ chức học võ. Thì đây là đường 19 tháng 5, nó dài mà mới trồng thêm những cây me tầm 10 năm nay thôi. Này, nhà của ai bên đây có tổ chức đám cưới. Cái đường này thời qua Tâm còn đi học nó chỉ là một con đường đất nhỏ xíu thôi, và ruộng vườn ao không có nhà. Nhưng mà bây giờ thì bắt đầu nhà cửa mọc lên san sát kể từ khi mà phóng con lộ này, và phóng con lộ này thì cũng mười mấy 20 năm gì rồi, kể từ cái đường vành đai được phóng làm xong thì đến cái con đường này để nối cái đường Châu Văn Liêm cũ với lại đường vành đai mới. Đường vành đai còn có tên là đường Võ Văn Kiệt. Giờ thì tắt nắng tắt vàng ở nhà ở đây tẩy chảy không à. Thì qua Tâm lúc còn đi học đã thấy là cái khu này có vài người, người ta mua nhà người ta cất, với lại có một cái quán kem mà mình hay ăn đó, tự nhiên cái dời vô trong đây. Trong đầu qua Tâm cũng thắc mắc tại sao lại không dời một cái quán đi ra một cái chỗ nào mà đông, mà để đi vô một cái con hẻm nhỏ xíu. Thì đến khi người ta phóng con đường này rộng ra mình mới hiểu, à thì ra người ta biết là cái nơi này sẽ phóng lộ, cho nên người ta bán quán ở đó. Nhưng mà bây giờ quán kem cũng không có đông khách như hồi thời mình đi học ha. Tại vì cái phong trào gì nó cũng có một thời thôi, một giai đoạn nào đó, nên nó không có giống như biểu đồ vậy ha, lên xuống, lên đỉnh rồi sẽ xuống thôi, chứ không có lên hoài.
đó là sự hiển nhiên thôi ha. Nó tuân theo quy luật tự nhiên, cái gì nó cũng có một thời gian của nó thôi. Thì qua Tam thấy rất là nhiều quán ăn, quán uống, quán karaoke cũng vậy. À, buôn bán đắt được một thời gian thôi rồi đến quán khác, địa điểm khác, chứ không có mà suốt hoài ha. Chỉ có cái quán bánh canh bánh có thì qua Tâm thấy từ thời mình còn nhỏ rồi đã bán đắt rồi, hiện tại vẫn có khách. Đó là cái quán mà qua Tâm thấy là bền nhất. Còn ngoài ra những cái nhà hàng, những cái quán cà phê á thì đầu chừng 10 năm phát triển mạnh thôi, xong rồi tàn tàn. Rồi có khi là bán chậm thì nghỉ luôn nữa. Thì cái chợ Vinh bây giờ đó, ngoài xe không ra ra thì có xe du lịch rất là nhiều. Cho nên tương lai là cái bãi đổ xe ở đầu chợ Trà Vinh đó, người ta làm rộng ra để cho xe du lịch đó đậu. Đây là cái ngã ba giao nhau giữa đường Vành Đai và đường 19 tháng 5 nó dài. Thì đường Vành Đai này có tên là đường Võ Văn Kiệt. Mình rẽ phải sẽ đi ra khu công nghiệp Long Đức, thành phố Trà Vinh. Còn mình rẽ trái thì sẽ đi thẳng đến cái ao vuông và ra quốc lộ 53. Qua Tâm sẽ rẽ phải để đến cái ngã tư có cái đèn xanh đèn đỏ giao nhau giữa đường Vành Đai và đường Phú Hòa. Rồi sẽ kết thúc video. Cô chú bác anh chị và các bạn xem video kênh Qua Tâm Trà Vinh tải lên thì nhớ ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để xem những video mới nhất mà kênh tải lên. Qua Tâm cũng cố gắng sẽ chỉnh sửa video bằng cái app InShot để ghép nhạc, rồi để làm những cái cắt đoạn đó ha, cắt đoạn những đoạn hay á thì lắp ở phía trước vài cái hình hay, rồi chỉnh sửa màu sắc và cũng như độ sắc nét để hoàn thiện hơn cái video của mình, cho cô chú bác anh chị và các bạn xem và giữ chân khán giả được lâu hơn ha. Thì mặc dù cái kênh của Qua Tâm không nhiều người xem, nhưng mà với cái đam mê mà Qua Tâm sẽ cố gắng hoàn thiện hơn và giữ cái kênh này lại ha. Ngoài cái kênh này ra, Qua Tâm sẽ làm một cái kênh nữa, có làm một cái kênh nữa và không có liên quan gì đến cái vấn đề của tỉnh Trà Vinh này. Nói chung cái kênh đó Qua Tâm làm về thú cưng, động vật, rồi thời tiết, địa danh này kia ha. Nhưng mà cái kênh đó thì không có xuất hiện gương mặt mình, cho nên khán giả cũng không biết nó là ai đâu. Thì mình làm á là chủ yếu là kiếm tiền từ YouTube. Còn cái này là mình làm với cái đam mê mà chia sẻ về đường phố Trà Vinh ha, nơi mình sinh ra và lớn lên. Thì đây là đường Phú Hòa nè. Hôm trước đó, Qua Tâm có quay một phía bên trái rồi, từ Phú Hòa nghe cái chỗ trường dân tộc nội trú đó, ngã ba Phú Hòa sang đến Hòa Hữu. Còn hôm nay Qua Tâm sẽ quay từ cái hướng Vành Đai ngược lại
trường dân tộc nội trú, và quay một bên lộ cho cô chú bác anh chị và các bạn xem, vì hiện tại đó là nó ngược nắng. Thì cái khu này là hồi đó một con đường đất nhỏ thôi, sình lầy, trời mưa thì nó ướt dơ lắm, bây giờ đã được làm lộ nhựa rồi. Hồi xa xa mới có một cái nhà ngập nước không, ở nương bồ tọt gì nó kêu, nhưng mà có những cái dãy nhà trọ lụp xụp để dành cho học sinh cấp 3 nè, với lại sinh viên ở các huyện đi lên đây học mà cao đẳng đó. Thì ở dưới đây là đất thấp nè, ta làm lộ cao lên, có rất là nhiều đìa rau muống, thậm chí đến hồ cá, rồi cầu cá, cầu thiếu cá ha. Và ở cái góc ngã ba hồi xưa thì có cái quán cơm công phần đó. Lúc đó Hoa Tâm đi học và thấy những cái sinh viên, học sinh đi học có ăn một phần cơm như vậy đó là 2.000 đồng á. Bây giờ một phần cơm thì nó có 20, 25.000 rồi. Nó gấp 10 lần. Rồi cũng 20 mấy năm rồi ha. Cái đường phía sau lưng của cái trường cũng vậy, hồi xưa nó vô mà nó nước ngập, nói chung nó trời mưa đi đoạn này ai cũng ngán hết, bây giờ đã được làm sạch sẽ rồi. Cái cổng trường này cũng vậy, cổng trường này đã được sơn sửa lại nè. Hồi đó thì cái cổng này đối với Hoa Tâm nó rất là cao ha, bây giờ nâng lộ lên thì nó thấp, và đã được chuyển từ cái trường dân tộc nội trú sang trường Phạm Thái Bường luôn rồi. Thì đây hồi lúc nhỏ đó là một cái khu mồ mả rất là nhiều khu vực này, vì phía sau nhà xác nè, ở phía bên trái những cái cơ quan đó là còn bỏ trống luôn, lúc sau này bắt đầu người ta xây dựng cơ quan rồi. Bảo hiểm nhân thọ rồi, đây là trường học nè, trường Phạm Thái Bường, rồi trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, rồi chi cục thống kê tỉnh, đây cái sân vận động nè, hiện thời là công viên, và phía bên trái là khu chợ đêm, bây giờ đã dời ra khu công nghiệp Long Đức. Đây khu chợ đêm bên đây ha. Khu chợ đêm nằm trên đường Lý Tự Trọng, dài từ đường Phạm Ngũ Lão cho đến đường Bạch Đằng cặp mé sông là đường Lý Tự Trọng. Ở cái vị trí ngã ba giao nhau giữa Trưng Nữ Dương và Phạm Ngũ Lão này á, bây giờ là công ty xổ số kiến thiết Trà Vinh. Thì là cái chỗ công ty này á, Hoa Tâm nhớ lúc nhỏ là cái quán cà phê với lại hội của ảnh nghệ thuật gì đó của Trà Vinh á. Thì ngay chỗ cái thư viện là cái phòng khám ngoại trú của bệnh viện hồi xưa. Đây trường bán công Trần Trung Tiên ngay cái cổng nè ha. Vẫn còn những cái hàng dương, ở đây mình gọi là cây dương, còn ngoài Bắc gọi là cây phi lao, được sơn màu vàng của cao đẳng cộng đồng Đại học Trà Vinh đó, bây giờ đã dời qua phía bên cầu Long Bình 2 hết rồi, ở đây không có còn sử dụng nữa. Ngay chỗ cái phía bồ đề đó là của IT NIT, học về tin học ha, Đại học Hô Tết. Những năm đó Hoa Tâm thấy để bảng như vậy đó, lúc còn đi học.
Rồi, tạm dừng video ở đây ha. Chúc cô chú các anh chị và các bạn xem video vui vẻ.